để khẳng định mình. Tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. Chúng ta biết rằng là vi sinh vật thì để sống được thì bao giờ cũng có hai quá trình là tổng hợp và phân giải. Giống như con người chúng ta cũng vậy. Đưa vào, đưa ra. Tổng hợp là quá trình lấy nguyên liệu đầu vào để tổng hợp thành các chất của cơ thể mình rồi phân giải. Trên tổng hợp và phân giải là hai cái quá trình để duy trì sự sống của các loài sinh vật đặc biệt là các loài vi sinh vật nó phải luôn tổng hợp các chất để sống luôn phân giải các chất để sống chúng ta đi thứ nhất là quá trình tổng hợp cái bài này thì hiện nay là trong cái hướng dẫn giảng dạy là nó giảm tải yêu cầu dạy một cách cơ bản thôi nắm cơ bản thế tổng hợp là gì tổng hợp thì có tổng hợp lipid tổng hợp đường tổng hợp đường là các body tổng hợp protein tổng hợp axit nucleic tổng hợp là có tổng hợp những cái đấy rồi phân giải thì có phân giải protein phân giải carbonhydrat phân giải lipid đấy, tổng hợp và phân giải thì chúng ta đã học về các phân tử hữu cơ trong tế bào chúng ta đã học về carbonhydrat chúng ta đã học về lipid chúng ta đã học về protein đã học về axit nucleic thì tổng hợp là cùng là tổng hợp các chất đấy Phân giải cũng là phân giải các chất đấy Với cái quá trình tổng hợp này này Cần lưu ý một điều Vi sinh vật là có kích thước nhỏ bé Cho nên là quá trình tổng hợp Và quá trình phân giải Diễn ra rất nhanh chóng Đấy chúng ta lưu ý là Vi sinh vật Có kích thước nhỏ bé kích thước cơ thể là nhỏ bé cho nên cho nên vì nhỏ bé cho thế nào nhỏ nhưng lại có vỏ nhỏ cho nên là tổng hợp nhanh tốc độ tổng hợp rất nhanh tốc độ phân giải các chất rất nhanh cho nên là tốc độ tổng hợp và phân giải cho nên là tốc độ tổng hợp và phân giải các chất là rất nhanh vì rất nhanh như vậy chất con người bị ứng dụng để tổng hợp cho con người để phân giải cho con người ứng dụng để làm nước mắm, ứng dụng để làm tương dùng cái này rất rất nhanh. Ứng dụng để sản xuất các chế phẩm sinh học. Đấy, nên là vì kích thước nhỏ cho nên là tốc độ tổng hợp là nhanh. Mà tốc độ nhanh như vậy cho nên là con người đã ứng dụng vi sinh vật để tổng hợp các chất cho con người hoặc là để phân giải các chất tạo ra sản phẩm phân giải protein thành nước mắm thành tương đấy con người sử dụng quá trình làm của nó rất nhanh hoặc tổng hợp dùng vi sinh vật để tổng hợp kháng sinh dùng vi khuẩn để sản xuất hóc môn sản xuất các chế phẩm sinh học là ứng dụng đặc điểm tốc độ nhanh con người còn chuyển gen chuyển gen sản xuất hóc insulin của người vào trong vi khuẩn để vi khuẩn nó sản xuất hóc môn cho con người thì sao không chuyển gen vào con bò Sao lại không chuyển gen vào cây lúa Sao không chuyển gen vào các cái Con côn trùng Không làm như vậy vì Vi khuẩn mới có tốc độ tổng hợp rất nhanh Còn các loài kia là tốc độ tổng hợp rất chậm Chậm hơn vi khuẩn rất nhiều Cho nên chúng ta phải dùng cái ứng dụng đấy để Tốc độ nhanh để sản xuất ra sản phẩm với số lượng lớn Cho con người Ví dụ như sản xuất mì chính để Làm chất gia vị cùng nhiều vi linh vật cho nên là đặc điểm là kích thước nhỏ bé cho nên tốc độ nhanh tốc độ nhanh cho nên ứng dụng để tổng hợp để phân giải và ra chúng ta đi giải một số vấn đề về phân giải tổng hợp một cách khái quát nhất xin mời các em bây giờ là quá trình tổng hợp tổng hợp thì tổng hợp protein này tổng hợp carbon hydrat này Carbon hydrate là thông qua quang hợp Quang hợp Các loài vi khuẩn quang hợp nó tổng hợp Tinh bột Từ Gluco Tổng hợp gluco từ CO2 và nước Cho nên là tổng hợp carbon hydrate Ví dụ như là quang hợp Ví dụ như là vi khuẩn quang hợp Thì nó tổng hợp tinh bột từ gluco tổng hợp gluco từ CO2 nước hoặc là tổng hợp protein cái tổng hợp protein á thì đó là quá trình phiên mã và dịch mã Bản chất của quá trình tổng hợp protein là quá trình phiên mã và dịch mã. Chúng ta sẽ học ở chương trình sinh học lớp 12. Ở lớp 9 các em đã học về quá trình tổng hợp protein trong tế bào. Và đấy chính là tổng hợp ở vi sinh vật các em ạ. Tế bào của người cũng như các tế bào của các loài động vật, thực vật và các loài vi sinh vật đều có quá trình này. Tất cả được tổng hợp này. Nó lấy axit amin rồi nó tổng hợp thành protein của nó theo cái bộ gen có trong tế bào quy định. Đấy, cái này là tổng hợp protein. protein thì phải từ axit amin. thứ ba là tổng hợp lipid và tổng hợp axit nucleic. đấy. Thế đấy là những quá trình tổng hợp Lipid, protein, rồi acid nucleic Rồi là các quá Đấy là các quá trình tổng hợp các chất Và quá trình này thì Về nguyên lý tổng hợp Thì ở vi sinh vật hay ở Các loài động vật thực vật Cũng giống nhau thôi Ví dụ tổng hợp acid nucleic Là gồm có hai loại này Là ADN Và ARN thì quá trình tổng hợp ADN của vi khuẩn Cũng giống như tổng hợp ADN của người thôi Theo nguyên lý giống nhau Tổng hợp ARN cũng vậy Là quá trình phiên mà Nó giống nhau cả trên nguyên lý là giống nhau đấy. Thế đấy là quá trình tổng hợp các chất Mà nhớ rằng là tốc độ tổng hợp rất nhanh đấy. Còn quá trình phân giải Thì nó cũng có phân giải cái này phân giải carbon hydrate tức là phân giải tinh bột nấm rơm chẳng hạn nấm rơm chẳng hạn thì đầu tiên nó phải phân giải cây cellulo để lấy chất dinh dưỡng rồi sau đó mới tổng hợp thành cơ thể phân giải để lấy năng lượng để lấy hợp chất rồi đưa vào cơ thể để tổng hợp cho cơ thể mình Chắc các em biết rằng là người ta nuôi nấm rơm là người ta phải dùng rơm là có cellulo để cho nấm nó phân giải cái rơm đấy để lấy cái cái gluco khi phân giải nó tổng hợp thành nấm Cho chúng ta sẽ sang phần hai lớn là quá trình phân giải các chất quá trình phân giải các chất ở vi vật vi vật cái em rằng là nó phải tiết enzyme ra môi trường rồi phân giải rồi lấy vào với bản thân của nó là ví dụ như nấm nhà hạn nấm nhà hàng thì nó phải tiết enzyme ra môi trường rồi phân giải để đưa vào để sống anh nhìn thấy đây đây phân giải protein và ứng dụng làm nước mắm đây là một cái thùng đựng cá trộn với nước mắm thì vi sinh vật sẽ tiết enzyme ra phân giải cái con cái thịt thịt ở trong con cá này phân giải protein ở trong con cá này phân giải để lấy thành các chất đơn giản rồi vi khuẩn phải lấy các chất đơn giản đó để sống và trong quá trình phân giải nó tạo ra một lượng sản phẩm dư thừa trên con người mới ứng dụng để lấy sản phẩm dư thừa đấy. Chứ bản thân trong quá trình đấy là vi sinh vật nó phân giải protein có trong cá thành các axit amin để vi khuẩn sống. Để vi khuẩn lấy axit amin đấy. Và trong quá trình đấy thì chúng ta sẽ lấy cái axit amin mà vi khuẩn sản sinh ra. Còn đây là tương là người ta dùng ngô để làm tương nấu ngô lên sau đó là trộn với mốc tương để cho nó phân giải tương này là cũng là protein thường là bột đậu đậu hoặc là ngô đậu trộn với ngô đậu là chủ yếu cả đậu và ngô đậu nhá đậu 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 để có nhiều protein ngô thì tính bột thôi đậu những người đậu đậu người ta nấu trộn trộn vào để biến đổi biến đổi vì vi sinh vật là nó tiến enzyme ra môi trường Phân giải các cái hợp chất đấy Phân giải protein, phân giải lipid Phân giải carbon hydrate Là tinh bột senolo đấy Phân giải các chất đấy rồi lấy các chất đấy vào trong cơ thể của mình Phân giải các chất đấy thành chất đơn giản Rồi lấy các chất đơn giản đấy vào trong cơ thể của mình Để tổng hợp thành các chất của mình Cho nên phân giải Là phân giải các chất của môi trường Để lấy đưa vào tổng hợp cho mình Đây, polysaccharide. Lên men. Lên men. Đây là muối, muối dưa, đấy. lên men lactic đấy. Người ta dùng cà dùng các thứ để muối. Đây, hoặc đây là nấm nấm rơm đây. Thì bản thân vi sinh vật nó tiết enzyme ra để nó phân giải đây cái cục quả cà này, thì enzyme vi sinh vật nó tiết enzyme ra để phân giải các chất trong quả cà này, để tạo ra các sản phẩm lactic làm cho dưa có vị chua và dưa bị chín hoặc đây là anh này là nó tiết enzyme ra để phân giải lô có trong cọng rơm phân giải lô có trong cọng rơm thành gluco rồi nấm sẽ hấp thụ gluco đấy Và trong cơ thể để tổng hợp thành Thành tế bào của cơ thể mình. Để nó lớn lên. Đấy. Đây là à, sữa chua. Format. Vân vân. Thì đấy là những cái trường hợp là. Phân giải. Phân giải. Để tạo ra các chất đơn giản. Để hấp thụ. Vào cơ thể. Và con người ứng dụng cái đó để. Con người lấy sản phẩm. Bởi vì. Chuyển hóa cái quả cà này. Thành dưa muối cà này rất khó con người không làm được phải nhờ vi sinh vật nó làm đấy, cái này chúng ta phải học ở cái bài là lên men lactic lên men rượu và lên men là có một cái bài thực hành như vậy các em phải được học bài đấy nhé đấy. thì đấy là quá trình phân giải các chất hai cái chất chính là phân giải protein và phân giải carbon ra là hai cái cái nhóm chất chính mà vi sinh vật phân giải để tạo sản phẩm và con người ứng dụng để tạo sản phẩm cho con người đấy, ngay cả lên men rượu lên men lactic cũng là phân giải này lên men rượu lactic tinh bột sẽ được nấu lên thành cơm và cái cơm đấy sẽ được uh, nấm sợi phân giải thành gluco rồi nấm men sẽ biến đổi gluco thành rượu trong điều kiện trong điều kiện là không có oxy trên phân giải chứ con người ứng dụng nhiều lắm ứng dụng mà đặc thù quan trọng nhất của vi vật là tiết enzyme ra môi trường để phân giải chứ nó làm hỏng cầu cống cầu cầu ngày xưa là cầu bằng gỗ cầu bằng tre thì vi nấm các loài nấm sẽ bám lên và nó tiết enzyme ra nó phân giải để nó sống để nó lấy năng lượng để nó sống thì nó làm phân giải nó làm hỏng cái 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 tre cái gỗ của chúng ta cái nhà cũng vậy cho nên người ta phải dùng gì phải dùng sơn cả một cái bàn đẹp như vậy nếu không được quét sơn thì lâu ngày nước nó hút ẩm hút ẩm vào và nấm rè phân giải làm cho gỗ bị mục nạn nhưng không người ta làm đẹp người ta đánh bóng người ta phun sơn lên thì phun sơn lên thì nước không thấm vào được nước không thấm vào được thì không phân giải được bởi vì bản chất của quá trình phân giải là quá trình thủy phân Ta phải hiểu như vậy Cái quá trình phân giải là quá trình thủy phân Thủy phân thì phải có nước quá trình thủy phân nhờ enzym của vi sinh vật ví dụ như cellulo cellulo là c 6 h 10 o 5 n lần sẽ được cộng với nước để tạo ra gluco do vi sinh vật lỗ phân giải là một quá trình thủy phân phản ứng với nước. Ngay cả protein thì nó cũng phải phản ứng với nước. Dùng nước để phân cắt các phân tử đấy thành các chất đơn giản. Thế nên phân giải là quá trình thủy phân đấy, quá trình thủy phân. Đấy, chúng ta lưu ý nhé. Chứ tất cả cái này chúng ta phải chú ý cái này cho thầy. Chú ý, ok chưa? Là một quá trình thủy phân như vì vậy chúng phải có nước và bảo vệ gỗ bảo vệ các các, các các cái đồ dùng bằng gỗ thì người ta phải sơn để nước không thấm vào. nước thấm vào là nó sẽ bị mục nát bởi vi sinh vật nó phân giải. Đấy thì đấy là quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vinh vật cái này cái bài này trong chương trình phổ thông của năm nay là được giảm tải chỉ cần yêu cầu dạy cái đơn giản nhất hôm nay thầy dạy thế này là cùng sâu rồi đấy cùng sâu rồi nhé. các em đọc lại kỹ và nội dung bài này chỉ ngắn gọn vậy thôi hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo